Hello mọi người, Crazy đã trở lại đây. Đây nè, tôi đi nè. Một ngày của tôi là bắt đầu khoảng tầm 9 giờ hoặc là 9 giờ rưỡi. Sau đó dậy thì phải đi làm ngay một ly cà phê buổi sáng. Nói chứ cái này là trong khi dịch thôi. Trước khi dịch là tụi tôi còn phải đi học, mà nhà tôi cũng chính nữa, nên là phải dậy sớm, 5 giờ 45 là phải dậy rồi. Cái này là trước khi dịch quay lại nè mọi người. Trở về với hiện thực thôi mọi người. Thì nếu mà buổi sáng mà tôi đi được chia làm KC0 thì sẽ làm từ 12 giờ cho đến 5 giờ chiều. Thì trước khi đến với Thiên Tú á, thì tôi có đi làm khá là nhiều công việc khác, như là làm ở Apollo hoặc là Manwa, hoặc là ở những quán trà sữa hoặc là bán cà phê vậy đó. Bán xong cà phê riết ghiền luôn hay sao mọi người. Ê, đi kiếm cái gì ăn sáng cái đã, đói quá rồi mọi người ơi. Không biết ai có uống cà phê như tôi không? Lúc mà có cái nước như vậy nè mọi người, xong bắt đầu tôi gạn ra, tôi cho quay tầm khoảng 30 giây để nó nóng lại á, xong bắt đầu lại đổ vô pha tiếp. Xong rồi sau 2 lần nước pha vậy á, tôi mới pha sữa. Thì ngồi nghe nhạc cho tới 11 giờ rưỡi hoặc 11 giờ 45 gì đó. Lúc này là setup máy chuẩn bị làm rồi nè mọi người. Hai, dạo này chơi game với lại ngồi máy tính nhiều quá mọi người. Tôi nghĩ là tôi lại lên độ nữa rồi. Mới đi thay cái kính xong. Buổi trưa thì có mình tôi dưới nhà, con bé cháu với mẹ tôi thì đi ngủ mất tiêu. Nói chứ buồn ghê mọi người, sắp tới tôi lại phải chia tay Thiên Tú rồi. Tại vì không cân bằng được giữa lịch học online với lại lịch làm á. Mặc dù là anh chị trong trưởng tổ hỗ trợ tôi sắp xếp được quá trời luôn mọi người, nhưng mà giữa không được, tình học của tôi vẫn bị kính luôn. Ca buổi trưa á mọi người, nên là cuộc gọi nó cũng thấp, làm việc nó cũng không có mệt mọi người. Không hiểu tự nhiên khúc này nó mỗi ra mọi người. Đó, vậy là tôi làm từ 12 giờ cho đến 5 giờ. Đây là phút giây hạnh phúc luôn mọi người. Trời gì nữa, lock out thôi. Buổi chiều của mình làm xong thì nếu mà còn thời gian rảnh thì sẽ phụ mẹ nấu đồ ăn đồ này kia, nhưng mà thật ra thì chỉ có thể hỗ trợ mẹ lục rau thôi mọi người. Không thể nào chờ mong thêm một cái gì khác. Trước khi dịch thì khoảng tầm 4-5 giờ gì đó thì tôi lại chạy ra trường cấp 3 đánh bóng chuyện với anh em giống vậy nè. Thì đánh tầm đến 6 giờ hơn xíu là trời tối là bắt đầu về. Đó là trước dịch thôi mọi người. Sau dịch thì hầu như là đều phải ở nhà hết. Tại giờ dịch căng quá đâu có dám ra ngoài đâu. Không biết mọi người sao chứ tôi ở nhà là tôi thích canh cảnh trời giống vậy lắm nha. Cứ rảnh rảnh cái là xách điện thoại lên ban công xong ngồi để máy vậy đó. Khoảng tầm trời tối vậy nè là thời sự có là cái nhà tôi ngồi xuống ăn cơm quay quần bên nhau vậy đó. Xong rồi đến tầm 8 giờ hơn là ngồi nghỉ ngơi miếng, xong bắt đầu tập trung team đi chơi game đó mọi người. Dịch thì chỉ có ở nhà như vậy thôi, chứ giờ ra ngoài cũng gần chợ tôi thì nó văng hết gần cả chợ rồi, nên là cũng không có đi ra ngoài được. Đến tối rồi thì lại rủ anh em ngồi game thôi. Vì là do mai có tiết học online buổi sáng nên là chơi được tầm có 1-2 ván là đi ngủ rồi. Hello mọi người, lại là một ngày mới đây. Nè, quan cảnh buổi sáng nhà tôi nè mọi người.
nói là dậy 6:50 nhưng mà thật ra thì 8:00 mới chịu lết ra khỏi giường mọi người. Mọi người thấy gì không? Thầy tôi á mọi người, lúc nào trước khi vô học thầy cũng sẽ mở video dạy cho các bạn coi hết trơn, kiểu như là thầy kiểu dạy đi các em sáng rồi đó. Sau đó thì mình lại đăng nhập vô máy tính để học online nó dễ hơn. Học qua điện thoại thì chỉ hỗ trợ trao đổi một số thứ bên bài tập nhóm này kia thôi. Mọi người thấy gì không? Con bé cháu tôi nó ghiền laptop cực kỳ luôn. Mặc dù là mỗi lần tôi học là tôi phải xách nó lên lầu hay là xách nó đi ra chỗ khác để nó không có tiếp xúc với đồ điện tử sớm á. Mà chưa kịp xách là nó đã bu vô rồi. Thường thì nếu mà học buổi sáng thì tôi sẽ học từ 7:00 cho đến tầm 10:00, 10:15 là thầy cho nghỉ rồi. Ngồi học mà buồn miệt quá mọi người, nên là tôi phải chạy ra ngoài cổng tôi mua đồ ăn về giữa học vừa ăn. Lúc này là học xong rồi nè mọi người, đang được giải lao mọi người, lượt qua con cháu một xí. Xin đi chào anh chị đi con. Tôi bị mẹ la mọi người. Mẹ kêu là anh học kiểu gì và cứ đi tùm lum tà la không ngồi yên một chỗ. Vậy là tôi phải xách cái mông đi, tôi lấy tập viết tôi học đàng hoàng mọi người ơi, sợ quá. Chưa có buổi học online nào mà nghiêm túc đến như vậy luôn á mọi người. Quá đáng sợ luôn á. Đúng rồi, chia sẻ với mọi người một xí. Từ cái hồi mà học online đến bây giờ chữ tôi đã xấu rồi mà còn tiếp xúc nhiều với bàn phím nữa. Giờ viết lại thế mà ghê luôn á, chữ không khác gì gà bới luôn á. Một ngày của tôi là vậy đó, còn một ngày của mọi người như thế nào? Hãy comment để chia sẻ cho tôi cùng biết nha. Crazy Seal xin chào tạm biệt và hẹn mọi người ở vlog lần sau. Bye bye.